Bên trái quý vị là thí sinh mang số báo danh 06 Hoàng Bảo Ngọc. Và bên phải quý vị là thí sinh mang số báo danh 15 Phạm Thị Huyền Trâm. Tiểu thuyết, đi du lịch và nấu ăn. Quan niệm sống của cô tuy đơn giản nhưng rất ý nghĩa. Muốn thấy cầu vồng thì phải chịu đựng những cơn mưa. Đừng từ bỏ nếu bạn còn có thể. Không có việc gì thực sự có giới hạn cho đến một ngày bạn ngừng cố gắng. Ước mơ sau này của Bảo Ngọc là được đi du lịch vòng quanh thế giới và xây dựng được một khách sạn do chính cô làm chủ và quản lý. Đối với Huyền Trâm, cô luôn tâm niệm rằng nếu bạn thật sự muốn làm một điều gì và có niềm tin vào nó thì cứ tiếp tục tiến về phía trước, thành công sẽ tìm đến bạn. Cô có sở thích đánh đàn piano, xem phim và chơi thể thao. Ước mơ của Huyền Trâm là trở thành một chuyên viên marketing. Là thí sinh mang số báo danh 01 Cao Phương Trình. Và bên phải quý vị là thí sinh mang số báo danh 20 Vũ Hoài Ly. Với quan niệm cuộc đời là những chuyến đi, nên mỗi khi có cơ hội, Phương Trình thích được đi du lịch đây đó để khám phá các nền văn hóa riêng biệt của mỗi đất nước và vùng miền mà cô may mắn có cơ hội được đi qua. Cô quan niệm, cuộc sống ngắn ngủi lắm, có thể ngày mai sẽ không bao giờ đến, bởi vậy hãy sống cho ngày hôm nay. Ngày hôm nay chính là món quà quý giá mà cuộc sống dành riêng cho bạn. Ước mơ nghề nghiệp của cô là được làm việc trong lĩnh vực marketing. Hoài Ly tâm sự, mặc dù sinh ra và lớn lên ở mảnh đất Hà Nội yêu thương, nhưng chưa bao giờ cô thôi tự hào về một phần dòng máu Pháp trong con người. Điều quan trọng hơn, đó còn là niềm mong mỏi, tình yêu thương mà ông ngoại dành cho cô ngay từ khi đặt tên. Hoài Ly có nghĩa là nhớ về Lyon. Cô có sở thích nấu ăn, đọc truyện và xem phim. Ước mơ của cô là trong tương lai có thể xây dựng được một chuỗi nhà hàng có tiếng. Bên trái quý vị là thí sinh mang số báo danh 14 Phạm Hà Phương. Và bên phải quý vị là thí sinh mang số báo danh 07 Hoàng Phương Thảo. Sống của cô, cuộc sống giống như một chuỗi những thử thách và khó khăn trong mọi mặt cần phải vượt qua. Điều quan trọng là bản thân luôn bình tĩnh, vững tâm, tin tưởng vào chính mình để vươn lên đạt được ước mơ, cho dù có vấp phải thất bại. Cô rất thích âm nhạc và các hoạt động nghệ thuật. Mơ ước của Hà Phương là trở thành một nữ doanh nhân thành đạt.
khác với vẻ ngoài dịu dàng và nữ tính. Phương Thảo là một cô gái mạnh mẽ, cá tính và năng động. Cô ưa thể thao, thích những thử thách và khám phá trong cuộc sống. Cô chia sẻ, điều quan trọng nhất là trân trọng khoảnh khắc hiện tại và đón nhận mọi thay đổi của cuộc đời với một nụ cười thường trực trên môi. Và trong tương lai, Phương Thảo mong muốn trở thành một doanh nhân thành đạt. Thí sinh cuối cùng đến với phần thi dạ hội là thí sinh mang số báo danh 02, Dương Hồng Lam. Cũng là một thí sinh sinh ra và lớn lên tại Pháp, nhưng Hồng Lam sở hữu trong mình sự trôi chảy và lưu loát khi nói tiếng mẹ đẻ. Mẹ là hình ảnh đẹp trong cô và cũng là từ tiếng Việt đầu tiên cô biết nói. Mẹ cũng là người dạy cô biết nét đẹp và độc đáo của tiếng Việt. Mặc dù không được sinh ra và lớn lên tại Việt Nam, nhưng cô luôn tự hào về ngôn ngữ đầu tiên ấy. Cô tâm sự, quê hương Việt Nam là một phần không thể thiếu trong tôi. Dù ở bất cứ nơi đâu, thì hai chữ Việt Nam vẫn luôn hiện diện trong suy nghĩ của tôi. Và bây giờ xin mời quý vị và các bạn hãy cùng nhìn lại 19 thí sinh xinh đẹp trong trang phục áo dạ hội.
Thank you.